Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy May Mắn. Thưa quý vị, bước sang tháng 7 âm lịch, tháng của cô hồn hay còn được gọi với cái tên là tháng của ma quỷ. Vào những ngày đầu tháng 7, Diêm Vương sẽ ra lệnh bắt đầu mở cửa quỷ môn quan cho các linh hồn ngạ quỷ được tự do trở về nhân gian, nhận sự bố thí của con người bằng các lễ cúng cô hồn. Những ngày này, trên trần gian trở nên u ám hơn bao giờ hết, không gian nặng mùi âm khí. Chính vì vậy mà phần lớn chúng ta đều trở nên xui xẻo, kém may mắn. Nhẹ thì ốm vặt hay làm ăn thất bát, nặng thì có thể tán gia bại sản. Dù ở trong tháng xui xẻo, âm thịnh dương suy như tháng cô hồn, thì vẫn có một số con giáp vẫn được thần tài gõ cửa, lộc ùn kéo tới, có thể trúng số độc đắc trong tháng này, tiền nhét chật két. Quý vị hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn tìm hiểu xem con giáp nào sẽ có may mắn như vậy. Nhưng trước khi nghe kênh Phong Thủy May Mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Sửu. Trong những tháng đầu năm, tuổi Sửu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và không ngại đối mặt với thử thách mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 âm lịch tới đây, những người tuổi Sửu sẽ được quý nhân phù trợ. Đến đầu tháng 8 âm lịch thì cuộc sống chuyển vận, mọi chuyện tốt đẹp đều liên tiếp, tài vận cũng được cải thiện tích cực. Trời sinh những người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để lao động, với mong muốn tìm được cơ hội đổi đời. Nhiều người cho rằng những người tuổi Sửu sẽ sống trong cực khổ bởi họ luôn ôm đồm mọi việc, không chịu nghỉ ngơi mà làm việc quần quật cả năm. Trên thực tế, những người tuổi Sửu đều biết nhìn xa trông rộng, họ sẵn sàng chấp nhận được cực khổ trong giai đoạn đầu để được hưởng thành quả sau này. Tử vi học có nói, trong năm 2020, những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong những tháng đầu năm, tuổi Sửu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và không ngại đối mặt với thử thách mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 âm lịch tới đây, những người tuổi Sửu sẽ được quý nhân phù trợ. Đến đầu tháng 8 âm lịch thì cuộc sống chuyển vận, mọi chuyện tốt đẹp đều liên tiếp xảy đến. Tài vận cũng được cải thiện tích cực. Theo dõi vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch, thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức của con giáp này đều mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng. Thậm chí, có những người may mắn còn có thu nhập khởi sắc hơn cả trước đó, cơ may trúng vé số không nhỏ. Đặc biệt là thứ tài đang rất vượng, mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi. Dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm, nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, bạn sẽ thấy cơ hội vẫn đang rộng mở. Dù có bất kỳ ý định đầu tư nào lúc này cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trước đó, bản mệnh phải tính toán thật kỹ càng, điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay. Khi đã làm được tất cả những điều đó thì mới nên đổi tiền đầu tư. Ngoài ra, người tuổi Sửu trong tháng này có chuyện tình cảm đang tiến triển hết sức thuận lợi. Đặc biệt là những người độc thân có vận trình tình duyên vô cùng tốt đẹp trong tháng này. Bạn sẽ có cơ hội gặp được mảnh ghép còn lại đúng như tiêu chuẩn của bạn. Hãy chủ động mở rộng mối quan hệ của mình rồi bạn sẽ có thêm những niềm vui khi được trò chuyện với những người tâm đầu ý hợp. Tuổi Ngọ. Những tháng đầu năm nay, tuổi Ngọ từng có nhiều dự định trong công việc, nhưng rồi họ đã phải đối mặt với nhiều thách thức bất khả kháng. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh trời ban mà tuổi Ngọ có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 âm lịch này, tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, cơ hội vàng đến trước mặt. Chỉ cần nắm bắt thì sẽ có khả năng đổi đời, từ giờ đến cuối năm thuận lợi, suôn sẻ. Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, thích sự tự do, sáng tạo, có sự độc lập nhất định trong cuộc sống. So với những người khác, những người tuổi Ngọ cũng không ngại trắc trở, họ sẵn sàng đối mặt với sóng gió, tạo thử thách cho bản thân để tự hoàn thiện chính mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ thật sự thành công, bất kể làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói, trong năm 2020, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp tới công việc và tài vận đều có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Những tháng đầu năm nay, tuổi Ngọ từng có nhiều dự định trong công việc, nhưng rồi họ đã phải đối mặt với những thử thách bất khả kháng. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh trời ban mà tuổi Ngọ có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 âm lịch này, tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, có cơ hội vàng đến trước mặt. Chỉ cần nắm bắt thì sẽ có khả năng đổi đời. Từ giờ đến cuối năm, thuận lợi, suôn sẻ. Tuổi Thân. Những tháng đầu năm, tuổi Thân đã phải đối mặt với nhiều mất mát, hy sinh, nhưng sau đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 âm lịch trở đi, người tuổi Thân không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió, kế hoạch nào cũng được vận hành trơn tru. Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn kiên nhẫn và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Tuổi Thân tuy không tham vọng nhưng cũng không ngừng cố gắng, nỗ lực để thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Những người tuổi Thân luôn biết rằng mọi sự thành công đều đến từ sự chăm chỉ và kiên trì. Vì vậy mỗi ngày trôi qua, con giáp này luôn làm hết mình, có trách nhiệm với bản thân của cuộc sống. Tử vi học có nói, trong năm 2020, cuộc sống của tuổi Thân có nhiều sự thay đổi. Từ những tháng đầu năm, tuổi Thân phải đối mặt với nhiều mất mát, hy sinh, nhưng sau đó được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 âm lịch trở đi, người tuổi Thân không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều may mắn, cũng được vận hành trơn tru. Từ đầu tháng 8 âm lịch đến cuối cùng, tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, cụ thể có người đến tạo điều kiện cho tuổi Thân làm giàu. Tuổi Dậu. Dân gian quan niệm tháng cô hồn là tháng xui rủi, sẽ ho tài tốn của, nhưng có vẻ người tuổi Dậu thì điều này không đúng lắm. Sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu có lẽ sẽ trở nên bận rộn. Tuổi Dậu sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức xảy đến với mình và biến chúng thành cơ hội để phát triển. Thậm chí nếu làm tốt, đây còn là một tháng với những thu hoạch gặt hái không tồi. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh hết sức hài hòa nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hội. Con giáp này sẽ gặp được người cùng chí hướng với mình. Nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn được chủ quan. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, cho nên tài vận của bạn đang duy trì ở mức độ ổn định chứ không thể vượng phát. Trong tháng này, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu ngày càng hanh thông. Đôi lứa xứng đôi, tình cảm dạt dào, cảm xúc thăng hoa, có thể tính đến chuyện trăm năm. Người độc thân được bách việt cát tinh xe duyên nên tình cảm có chuyển biến tích cực. Nhân duyên cát lành ập tới, con giáp này hoàn toàn có cơ hội thoát ế. Hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ để nhanh chóng tìm cho mình đối tượng phù hợp. Bạn sẽ không biết duyên sẽ ập đến lúc nào. Lúc bạn mong mỏi, có thể nó sẽ khiến bạn thất vọng, nhưng rất có thể vào lúc bạn không có chuẩn bị nhất, đó hoa tình duyên lại nở rộ. Sau đó, hãy cứ thật tự nhiên đón nhận mọi thứ và mở rộng trái tim. Tuổi Mùi. Xét về đường tài lộc tháng 7 âm của tuổi Mùi, con giáp này được chính tài cát thần trợ vận nên vận trình tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, dấu hiệu chưa mạnh mẽ, bạn vẫn cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ thành công. Ở thời điểm này, những chú dê hoàn toàn có thể dựa vào công việc chính để nuôi sống bản thân. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc chính mà không phải ôm đồm quá nhiều việc, bản mệnh cũng sẽ dư giả trong chi tiêu. Bạn cũng có thể cân nhắc việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh nếu đã nắm chắc, viễn cảnh sẽ khá khả quan. Ngoài ra, trong tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch của người tuổi Mùi có thiên diêu xuất hiện, mang tới vận đào hoa rực rỡ, tình duyên lứa đôi thêm phần phong phú, lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để những ai còn độc thân đẩy mạnh quá trình tìm kiếm nửa kia của mình. Đừng ngần ngại nhận lời kết thân của ai đó, hoặc nếu được giới thiệu cũng đừng vội từ chối. Hãy tự mình tạo cho bản thân cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao để nhanh chóng có được mối nhân duyên tốt đẹp. Với những người kết hôn đã lâu, tình cảm trầm lắng được khuấy động, bỗng chốc trở nên sinh động, lãng mạn lạ thường. Tranh thủ cơ hội hiếm có này, bản mệnh hãy dành sự quan tâm, tình cảm yêu thương cho nửa kia nhiều hơn bằng cách nói ra những lời ngọt ngào, sắp xếp một vài bữa tối lãng mạn, ra ngoài ăn uống. Kênh Phong Thủy May Mắn xin chia sẻ đến quý vị top 5 con giáp cặp may mắn, đỏ tiền, đỏ cả tình, được thần tài chiếu cố, tiền nhét chật két, tiêu ba đời không hết. Kênh Phong Thủy May Mắn xin chúc mừng nếu quý vị nằm trong danh sách top 5 con giáp may mắn trong tháng 7 âm lịch. Kết thúc video, nếu quý vị thấy hay thì đừng quên ấn like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại!